Cái một lọ thuốc là 700, nó bảo là nó giúp cái gì nhỉ, nó hỗ trợ 300 rưỡi đấy, xong là mình mua 300 rưỡi đấy, nhưng mà không ai mua. Khuyến mại 50%. Nó khuyến mại 50% nhưng mà cũng không có ai mua. Thế trước khám ở đây rồi à? Khám ở đây về lần tháng 4 hay là kiểu gì nhỉ? Lần đấy này lên đấy. Lên nhưng mà còn bác sĩ xá cũng lên nữa, bác sĩ xá của Mô Duệ cũng lên nữa, thì nó bảo là xin lên xong là mình mọi người trưởng xóm nó bảo là thế đi. Khám thì khám, đừng mà lấy thuốc nhá. Thế thì thế là bác là trưởng thôn quán triệt luôn. Trưởng thôn vừa họp vừa nói luôn. Thực ra là họ lừa đảo theo cái hình thức đó là khám thì khám miễn phí, xong là tư vấn toàn những cái bệnh không đúng thôi. Để mình sợ ấy, nên là mình phải mua thuốc của nó. Hôm nay không đi đào sâm hả chị? Đang nấu cơm hả chị? Hôm nay anh em mình vào có đường to rồi, chuẩn bị vận chuyển vật liệu rồi. Nhưng mà dư âm của câu chuyện lừa đảo vẫn đang trong người giáo hiệp mọi người ạ. Bà con trên này bây giờ vừa đăng bài thôi, 4-5 chỗ liền bị lừa đảo khám chữa bệnh miễn phí. Mọi người hãy tìm video đấy để xem nhé. Bà con này được các bác sĩ dởm lên tư vấn là mua thám bệnh, sau đấy là chuẩn đoán lung tung hết cả lên, xong là tư vấn dọa bà con để bà con mua thuốc. Rất nhiều người dân bị lừa rồi, hiện tại vẫn đang rất là nóng. Hôm nay cháu Hiệp quay trở lại nhà của hai mẹ con sống ở trên chuồng bò, thì để xem tình hình nền nhà cũng như là cái sự chuẩn bị cho những cái chuyến vật liệu sắp tới là như thế nào rồi. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn chưa xin được thêm kinh phí chút nào cả, nên là các bác xem video này hãy rủ lòng thương để hỗ trợ mấy mẹ con ở trên chuồng bò những cái viên gạch, những cái bao xi măng nhé. Chuẩn bị lại trời mưa rồi, nên là anh em mình vẫn phải chia sẻ với mọi người là trong thời gian tới thì không biết thời tiết nó có ủng hộ cho anh em mình làm nhà không, nhưng mà sẽ cố gắng bởi vì đây đường đi thuận lợi hơn rất nhiều. Đấy, đường thì đây, đã mở rộng tốt đẹp như này rồi, ô tô vào thoải mái rồi nhỉ. Vào thoải mái thì con chưa đi được đến trường. Chỗ này ô tô đi được chưa? Chỗ này chính ăn cơm chưa? Vì sao đây? Thay đâu, làm gì mà đâu? Đấy lẽ cho bị cháu đau đấy. Trời ơi. Đâu hôm nọ cái sâm của chính đi đào đâu cho chú xem thế nào. Bán hết rồi cái gì nữa. Bán hết à? Mới một tuần người ta về lấy. Một cân là bao nhiêu? Một cân 25.000 ạ. 25.000. Đây. Đây là cuộc sống của thôi quá. Thôi quá. Thôi mùi phân bón quá. Nào, kính chào khán giả thế nào. Cô gái nhỏ bé của tôi. Khoanh tay vào. Cháu chính. Cháu chính chào các ông, các bà. Rồi, xong đến mẹ già thế nào? Chị, em chào các anh chị, chào các ông bác ạ, chào các anh bà. Chào mọi người. Mọi người, bà bác, bà ông ạ. Cái tình hình là cháu nữa, cháu nữa ạ. Tình hình bây giờ là chưa đủ tiền làm nhà thì tâm sự làm sao để các bác, các cô, các chú hỗ trợ một tí. Bây giờ còn em là còn chưa đủ tiền làm nhà, xong là tiền tiệu nó con đường đi xa quá, xong là cái chỗ nền nhà khó quá, xong là tiêu tiền nhiều lắm. Xong là như các anh, các bác, các chị, các anh mọi người giúp đỡ nữa. hai mẹ con ở chuồng bò nữa, kinh phí để làm nhà nữa. Đây là ai làm cái lều này hả chú? Lúc đấy đang làm đấy. Vừa mới làm à? Ừ. Tí nữa đi sang nền nhà nhé, mà xem hôm nay bữa cơm trưa của hai mẹ con có gì. Lại mưa rồi, trời ơi. Trời ra mưa rồi, nghe ngăn lửa đấy. Xem tí nhá. Vâng. Cho cái cặp đi. Xem nào. Tên. Có cái gì à? Nấu cái rau kia cả, cái quả bí kia đã. Bữa trưa đây á? Vâng. Bữa trưa hai mẹ con á? À. Đây bí luộc thôi, quả bí luộc thôi. Các bạn nhìn kỹ chưa? Ui giời, cơm nóng hồi vừa thôi vừa ăn ngon quá. Đi xuống đây cho mình. Đây. Cuộc sống trước thềm những cái ngày có nhà thì vẫn còn rất là chật vật. 8 triệu
để đập đá, phá đá, phá nền nhà, trong đó bao gồm cả con đường đúng không? Vâng ạ. À, chỗ này là họ thuê. Nó gửi về cái đấy là nó cái đập đá đây là nó gửi về 3 triệu một con đường này. Gửi cho ai? Gửi cho người về đào đấy. Người họ thầu cho người khác về đào đây. Ừ. Hôm nọ chị bàn với họ là đập đá, phá đá toàn bộ tất cả các loại đá khu quanh đây. Đá cho cái đào chưa? Nó kia nó bảo là nó không làm, nó cái ông kia là nó cái hai ông về làm kia là cái ông kia làm nó ăn bảo là nó ăn 1 triệu hay sao kiểu gì á, cái ông đấy nó bảo là sao mà rẻ thế, thế người ta phải làm rẻ thế. Thế là toàn bộ nền đá từ đây vào ra đến đường và đào cái đường này là 8 triệu đúng không? Cháu Hiệp là người thanh toán, bởi vì là cháu Hiệp cứ nghĩ rằng là mỗi đập đá cái nền là 8 triệu, nhưng mà hóa ra là cả con đường để vào đây. Đây. Do là đào con đường nên là hai mẹ con hôm nay có một cái bếp xịn hơn, bếp mới. Đấy. Cuộc sống thì vẫn gắn liền với chuồng bò thôi, như vừa đã nói rồi. Các bác, các cô, các chú ạ, hiện tại thì tiền xin để làm nhà thì có hơn 50 triệu nhưng mà đã chi 8 triệu vào cái việc đào nền, giải phóng đường và để trở vật liệu, tập kết vật liệu tốt hơn. Hiện tại còn hơn 40 triệu nữa. Nên là đang cần, rất cần khoảng 10, 20 triệu, 30 triệu nữa để giúp đỡ hai mẹ con có căn nhà. Đấy, bây giờ thì sẽ đi xem nền nhà một chút. Tí nữa hai mẹ con cứ ăn cơm bình thường nhé. Vâng. Không có gì phải ngại đâu. Vâng. Đi đâu, đi đâu, cùng đi. Tất cả những tảng đá này hôm nọ thì khi cũng đã bàn bạc với hai anh thợ đã được là phá hết rồi. Đấy, đã có được cái nền và đá thì chỗ này thì tha hồ mà làm móng rồi. Đó. Những cái tảng đá ở trên này thì cũng đã hạ hết xuống để ngon lành. Đấy. Tuy nhiên thì thời tiết nhé mọi người nhé, mưa liên tục như thế này thì tất cả những cái tảng đá chìm. Đây hôm nọ chị không bảo họ đập đấy. Họ đập đấy, bảo xong là nó nóng quá thì hôm đấy nó bảo là nó nóng quá làm không được đấy, xong là đi tắm 2 lần về còn làm không kết chỗ này đấy này. Thế thì mình phải bảo họ về làm thêm chứ. Nó bảo là còn ngày nào móng chắc là cũng không đến rồi. Đến đấy, khả năng đến đấy. Ông về đến ông chả chửi nó, ông chả bảo là thế thì người ta nói cái gì mình không nghe, cứ bất mày là chỉ không ở đây nữa, chỉ này thì đi lấy rau. Ừ. Làm nhà chị khá giám sát gì chỉ đi lấy rau này xong thì phải bỏ đi này. Người ta bảo thế thì ông về đến ông mới nói bảo là thế thì người nó thuê đấy đây, người đấy làm cái nói kiểu gì thì mình làm kiểu đấy chứ. Ông về thì ông vẫn kêu như thế. Ừ. Nhưng mà mình nó lại lấy cái máy khoan lên trên đường rồi nó nói thế. Cơ bản thì là nền đã được giải phóng ngon lành rồi, tất cả những cái tảng đá nổi thì đã giải phóng, còn những cái tảng đá chìm thì cháu Hiệp muốn là sâu hơn một chút xuống thì sau này mình sẽ không phải tôn đất. Tất nhiên là nó có cái kết cấu như thế này cũng tốt cho cái việc móng nhà thì chắc thôi, và toàn bộ đá này thì sẽ được tổng hợp để dùng làm móng nhà luôn, sẽ không phải mua đá mọi người nhé. Tất cả những cái nguy cơ tảng đá trên đồi thì đã được hạ xuống hết rồi thì ngon lành rồi, bây giờ chỉ sợ mưa thôi, không mưa thì sẽ nhanh thôi là sẽ cho vật liệu vào. Đấy. Không có vấn đề gì khó khăn đâu đúng không? Rồi, sau khi mà xong như thế này thì chị chúc em trao đổi với trưởng thôn nhé, là trong thời gian tới là em sẽ đến đây để xây một cái nhà cho hai mẹ con. Thì có vấn đề gì khó khăn thì cũng mong là trưởng thôn các thứ hỗ trợ. Tại vì cháu Hiệp thì không phải lúc nào cũng có mặt ở đây và không phải lúc nào mình cũng hẹn và gặp được trưởng thôn, nên là cứ nhờ người nhà tham mưu là tốt nhất. Và hôm nào được gặp được thì là sẽ trao đổi trực tiếp với trưởng thôn là như vậy. Đó. Thì hôm nay chính thức là ba mẹ con đã có được nền nhà và có một cái đường đi ngon lành rồi. Đó, rất là tuyệt vời. Mọi thứ đã sẵn sàng để chuẩn bị có nhà mới rồi. Tuy nhiên thì như đã nói, kinh phí chưa có đủ nên là cháu Hiệp cũng chưa dám làm lắm. Thì cứ đến đâu làm hơn đấy và vừa làm vừa kêu gọi thôi. Các bác hãy cùng nhau lan tỏa cái yêu thương của mình dành cho hai mẹ con nhé. Chính đi xem mua thức ăn đi, không tí nữa lại ấy hết rồi. Nấu cơm thì bây giờ là 1 giờ đến nơi rồi, hai mẹ con rồi chưa ăn cơm à? Đấy, 1 giờ đến nơi rồi. 1 giờ đến nơi rồi. Còn chưa đói, sáng nay thì ăn sáng. Sáng nay con đi khám không? Có bác sĩ nào đến khám không? Nếu mà họ đến đây khám thì đừng có đi khám nên mất tiền. Trên này không, nó báo trước đấy, nó xin xá nó mới đào giáp lên. Đúng rồi. Nó không xin xá, nó không dám. Mà họ xin xá là họ xin, ví dụ họ xin lên
tế thôi. Ừ, họ xin bên y tế nhưng mà bên y tế thì người ta báo lên trên này nhanh. Đấy, ở đây biết rồi, biết là có chương trình lừa đảo rồi. Đây là có nhiều người bị lừa đảo thôi, nhưng mà các chị thì chỉ bảo là không mua cái thuốc gì, chị cũng không mua. Mình ốm thì mình ra bệnh viện thôi chứ mình không tin cái loại này được. Mình ốm thì mình ra bệnh viện, xong là không ra bệnh viện thì mình lại đi kiếm thuốc cái gì ăn. Hai câu chuyện khác nhau. Ở địa bàn Mậu Duệ, bà con đã biết, các cấp chính quyền đã biết và đã triển khai thì với bà con là đến trưởng các trưởng thôn là không được nhận những cái đoàn này. Nhưng mà trên Sùng Trái chưa biết, vẫn đón, vẫn nhận. Và trong buổi sáng hôm nay cháu Hiệp vừa mới phát hiện cái vụ lừa đảo đấy. Nên cảnh báo mọi người hãy tìm đến cái video cảnh báo lừa đảo của cháu Hiệp xem nhé. Quay trở lại câu chuyện của hai mẹ con thì bây giờ đã ngon lành đấy. Vừa nắng xong bây giờ, vừa mưa xong lại nắng rồi. Cái thời tiết này rất là dễ độ ốm đau. Thế thì trong thời gian này thì chị với cháu là cháu thì làm cái nhân viên nhỏ thì gom lại đá để gom lại để mấy đứa mình đào móng nó không ảnh hưởng nhé. Vâng ạ. Gom lại gọn gọn một chút. Vâng. Đấy, để ngổn ngang thế này thì lúc bây giờ rảnh rồi đúng không? Ngô thì chưa thu, lúa thì trồng xong rồi. Lúa trồng xong rồi. Mấy hôm trước thì chị bảo là chị không có tiền để chị không làm được cái nền nhà nữa thì chị lại đi kiếm tiền được. Kiếm tiền ở đâu? Đi cấy ruộng ở dưới Mậu Duệ đó. À, đi cấy thuê à? Ừ, đi cấy thuê. Được mấy triệu? Được 1 triệu ấy đủ người ta về làm đây ăn. À. Đi được 4 ngày ạ. Làm cái gì ăn? Đi mua gà về mối cho người ta ăn. Làm đường á? Ừ, làm đường xong là làm đá đây cũng ăn chứ. Làm đường thì thuê người ta mà sao mình thuê người ta mình cũng phải là làm ăn một tí chứ. À. Xong là mới có một tí tình cảm ấy. À đấy, ừ. Người nhà chủ nhà phải thế đúng không? Ừ. Thế mà thật chả thấy chia cho. Thế bây giờ còn mấy con gà này? Chỉ bảo là trong hôm nào bọn em mấy bạn cháu lên làm thì chỉ để mấy con gà này mấy ngày thì đúng là lúc nào cậu lên thì một con. Ôi, thế thôi không ăn đâu. Vẫn ăn chứ, mà nhà chị thì vẫn ăn chứ để mấy con gà này đấy có đường đi mọi thứ thuận tiện hơn rất là nhiều. Tại vì sao cháu Hiệp không muốn đứng ở đây, bởi vì chia sẻ thật mọi người bây giờ nó đang mưa và cái phân bò nó ào ra nó rất là hôi và nó mùi cay cay sộc lên mũi ấy. Ông qua thì con đào cái đơn này đầy chỗ kia hết sang bên này thôi. Hai mẹ con ăn cơm đi, đến cập nhật tình hình và thông báo là dọn dẹp cái nền để tập kết vật liệu thôi nhé. Đấy, đường xá các thứ vận chuyển ngon lành rồi thì mọi thứ nó sẽ êm xuôi hết, không có gì vướng mắc cả, ngon lành rồi. Hôm nay trực tiếp gặp là cuộc sống của hai mẹ con quá là bấp bênh và quá là tạm bỡ. Mọi người hình dung ra là ngủ trên chuồng bò như thế này, xong là bây giờ nó mưa, xong nó có cái phân bò, nước đái bò nó ra nó cay sộc lên mũi hôi lắm, mà bây giờ hai mẹ con vẫn cứ sống như thế này. Nhưng mà các bác các cô các chú xem video mà không dùng lòng thương ủng hộ mỗi người một chút thì cái cuộc sống này nó vẫn cứ kéo dài, thì cuộc sống, chất lượng cuộc sống nó không đảm bảo một chút nào cả. Đấy. Đây, hai mẹ con ăn cơm đi nhé. Cần năng ăn mới đâu. Cần năng ăn mới ăn thì hầu cái ra nên chỉ ra vong phải hồ lái. Đây là chia sẻ một cái bữa ăn thực tế của hai mẹ con, không có một cái gì cả, chỉ có một chút bí luộc với cả cơm trắng thôi. Có muối không? Muối không có, mớ không có, mì chính là còn. À. Chị mất những cái nào ở trong đây á? Mì chính là lúc chỗ cạo đưa lên á, bây giờ vẫn còn. Kiếm ăn thì còn. Ý là mình ăn tiết kiệm. Đó. Ừ, là vẫn còn. Cái gì thì không có, mà không có mì chính ăn thì ăn không được đấy. À, đúng rồi. Nhưng mà tưởng là có muối mới mới là ăn được chứ, còn mì chính không có vẫn bình thường mà. Ôi dồi. Mẹ tăng rồi nè. Tiến à. Ui ô, rằm bóc đi với à. Rửa bát cho nó. Con tú rửa tàu rửa bát. Rửa anh thì sẽ rửa. Hả? Con làm vương tàu rửa dạ.
Cái gạo này cũng là gạo của cậu lấy lên, các cháu lấy lên từ nơi đây đấy. Dù đang ăn xô cái nào. Cần chút chút cái này rồi nhỉ. Không biết hào chú họ lao, không biết nhau lao vậy rồi. Để lao lên cái đó có nhau. Nếu nó chặt. Tuổi tao à, muốn bắt đầu cũng áp tuổi đấy à. Na cần hao đó, làm cần hao đó. Đó, vết thì ăn cơm đi nhỉ. Chúng ta sẽ điền ở dưới chân trên trắng. Xong bác sĩ đi ở bên tay không nhỉ? เนี่ยเป็นที่ยากๆอ่ะว่าแค่ตัดเสียเนาะที่เหลือ3ป่าหาว่าเจ้าแค่3ป่าหาเมื่อเราหูอยู่ก็เลยนะงานมื้อสายเราอยู่งั้นมันทําร้านกันบัดนี้ก็จะทําไป Nè,
Còn gì đâu, còn gì nhắc nhở chị đâu, nhắc nữa thì về đâu. Nhắc chị kéo nước đi, anh Hiếu ơi. Nhắc chị xem là anh em thợ về kéo điện ở đâu nữa. 1, 2 bạn. Bây giờ chính còn đi đào cái sâm kia không? Không à? Hôm nọ có một người hỏi là cái sâm đấy nếu mà đào được nhiều họ mua giá cao hơn cho để đỡ. Một ngày chính đi đào được bao nhiêu cân? Từ 1 lạng. 1 lạng thôi? Được 5 lạng. À 5 lạng. Ừ. 1 cân 25 nghìn một ngày, đi cả ngày được 5 lạng, tức nghĩa là được 12 nghìn rưỡi. Ừ. Trời ơi. Hôm nay đến cũng gặp trực tiếp cái cuộc sống của hai mẹ con ở trong này. Là nấu ăn ở đây luôn. Ăn ở đây luôn. Ăn ở kia thì đi lại khó, chỉ có tối vào đấy ngủ thôi hả? Vâng ạ, ăn cơm ở trong này xong. À. Hôm qua con không có chỗ nấu ăn ấy, mưa to quá. À. Thế cái này mới đào xong hôm qua? Đào xong từ hôm chị gọi điện cho cậu ấy đấy. À. Đào xong mà hôm qua chị không kịp làm. À. Hôm qua chị còn đi giúp người ta làm nhà ấy. Thế tối có cất cái này vào không? Không ạ. Để không sợ mất à? Vẫn sợ, nhưng mà đây người ta để xe ở nhà này đi làm cái nhà trường trong phố kia cái này. Cái xe vào cho này thì chắc là người ta để xe ở đây thì chắc là hơi sợ. Tình hình thì như đã nói nhá, là sẽ tập kết lại đá này, rồi là xem đường nước thế nào. Đường nước thì chắc là hôm qua đến chỗ đường xe nó kia đi xem điện thế nào, bởi vì điện chỗ này nhưng mà điện yếu thế mà thắp sáng thôi. Tháp sáng thôi em ạ, không làm cái được cái gì đấy. Nhưng này mà tháp sáng thì kéo gần, kéo nếu mà kéo xa thì kéo ở trên bên cũ nhà, nhưng mà kéo gần thì kéo ở trong nhà chủ nữa. Xong là mình này giúp nó tiền điện. Đương nhiên rồi. Ừ. Quần áo các bác gửi nhiều mà, đâu hết rồi chính? Còn. Hả? Để ở nhà, không thích mặc à? Mặc để bảo là đi học á. À, đi học mới mặc thôi, còn ở nhà mình mặc lung tung thôi đúng không? Nhà mặc cái cũ thôi hả? Đi làm thì mặc cái cũ. Nước thì lúc hắn chị em mình gọi bảo là điện thì ống nước thì nó ống nước kia là kiểu gì nhỉ? Có ống nước hay không? Không có đây không? Ống dẫn nước đấy. Bao nhiêu mét? 2 quận chắc là đến đây. 2 quận mấy trăm nghìn nhỉ? Một triệu rưỡi đấy. Triệu rưỡi cơ à? Mấy một quần, xem nào, lấy quần bình thường thì 600 mà, này. Bây giờ mà cứ trích thì sợ làm nhà lại không có đủ tiền. Nhưng mà không có ống dẫn nước thì lại không có nước làm. Ít ngày nữa thôi thì căn nhà trên chuồng bò này thì vẫn là để chuồng cho bò ở thôi. Còn người ở sẽ là khác rồi. Chứ không phải ở trong cái điều kiện mà gọi là quê bạc rồi, là cũng một cái nơi ở lý tưởng ẩm thấp như thế này nữa. Để là thực hiện được điều đó thì rất là cần sự chung tay của tất cả mọi người, những bác, những anh chị đang xem video này, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa đóng góp cho hai mẹ con có thể có được cái điều kiện sống tốt hơn. Tất nhiên là anh em mình cũng sẽ vừa làm vừa kêu gọi thôi, bởi vì đến bây giờ thì
kinh phí thì xem là có ai gửi thêm cho không. Bây giờ hết rồi, không có ai gửi thêm nữa, nên là kinh phí nó vẫn chỉ hạn hẹp như vậy thôi. Mong là mọi người cùng nhau chia sẻ nhé. Bây giờ bọn em đi về đây. Công ty lúc nắng lúc mưa thì chả biết làm gì, ở đâu, như thế nào. Ở chỗ nào cũng thế, lúc nắng thì nắng, lúc mưa thì mưa. Đấy, lưu ý là cái lừa đảo em vừa bảo đấy nhá, chắc là thôn là cũng quán triệt lâu rồi đúng không? Thôn này thì chỗ này thì chỉ có là thôn Cóc Giai này thì người ta mới không bị lừa mấy lần. Thôn Cóc Giai này thì người ta bảo là ốm người ta nghèo tiền người ta không mua, người ta không nói thế. Về khám thì người ta không về, nhưng mà người ta không lấy, không mua thuốc đâu. Bảo là nó lên nó không khốn này, nó bảo là mấy một lọ thuốc là 700, nó bảo là nó giúp cái gì nhỉ, nó hỗ trợ 350, xong là mình mua 350, nhưng mà không ai mua. Khuyến mại 50%. Nó khuyến mại 50%, nhưng mà cũng không có ai mua. Thế trước khám ở đây rồi à? Khám ở đây, về lần tháng 4 hay là kiểu gì nhỉ, lần đấy để lên đấy. Lên, nhưng mà còn bác sĩ xá cũng lên nữa, bác sĩ xá của Mô Duệ cũng lên nữa, thì nó bảo là xin lên xong là mình mọi người trưởng xóm nó bảo là thế đi, khám thì khám đừng mà lấy thuốc nhá. Thế là bác là trưởng thôn quán triệt luôn. Trưởng thôn họp ra là họ lừa đảo theo cái hình thức đó là khám thì khám miễn phí, xong là tư vấn toàn những cái bệnh không đúng thôi. Để mình sợ ấy, nên là mình phải mua thuốc của nó. Bảo là nếu mà mình không lấy thuốc nhanh thì mình chết. Đấy, nói cái bằng đấy cơ mà. Nói như thế thì ai chả sợ. Nó bệnh nhiều, còn chị đấy, chị nó bảo là bệnh cái gì nhỉ, bệnh ngày ngày là bệnh cái gì, bệnh đái đường à, đái tháo đường phải. À? Không phải, bệnh cái gì, thận tê à? Bệnh thận tê hay là cái gì đấy. Nhưng mà chị lại không có thế. Thế thì nó bảo là từ trước đến giờ vẫn sống tốt đúng không, có thấy ốm gì đâu. Còn ốm thì đi phơi mưa phơi nắng thì vẫn là ốm, nhưng mà cái đấy là kiểu mình là bị cảm ấy. Đúng rồi. Nhưng mà không chết được như nó là những cái bác sĩ dởm đấy nói đúng không? Nó bảo là nếu mà các em này, nếu mà không lấy thuốc nhanh thì chữa không được chết ấy. 3 năm giờ không lấy thuốc chữa nhanh thì 3 năm thì chết đấy, nó còn nói thế. Đấy. Đúng là ở đâu mà các cấp chính quyền mà nhận thức được nhanh và quán triệt bà con thì tránh thiệt hại. Thật ra thì họ lên mục đích khám bệnh miễn phí là một cái nghĩa cử tốt, nhưng mà họ là ai, đến từ đâu, được cấp phép hay không, họ có chứng chỉ hành nghề hay không, và tại sao cái động cơ của họ đến lại khám qua loa xong là tư vấn cho những cái bệnh mà dọa bà con, bắt bà con phải xuống tiền rút hầu bao để mua những cái thuốc không rõ nguồn gốc. Đấy là cái đáng lên án. Đấy, các bác cứ tìm xem cái video mà cháu Hiệp kể lại quá trình bị... đợt tháng tư lên là đợt ở đấy, là ở trong Hà Nội lên đấy, không phải là ở dưới này. Nó bảo là họ ở Hà họ Nội. Cứ nói thế thôi, mình có biết họ ở đâu đâu. Nhưng mà nó bảo là hôm nay Hà họ Nội cũng ở Hà Nội đây, hôm nay xe biển Hà Nội đây. Đấy, giờ chị thấy xe chỉ nhớ đấy, cái xe hôm trước lên chỉ nhớ đấy. Chỉ hôm nhớ trước lên là xe cái xe trắng. Xe trắng. Nhưng bán mà... tải đúng không? Đấy. Do cái xe trắng đây là bên mấy người? Đợt trước lên 6 người luôn đấy. Cũng là cái xe trắng nhưng mà là xe bán tải màu trắng đúng không? Biển 29 phải không? Biển 29. Hát đúng không? Thế sáng nay đang lại lên sủng rìa lừa bà con trên đấy. Ngay tại thời điểm cháu Hiệp ghi hình này thì có một thôn sủng rìa, có thôn sủng trái B, có chỗ nhà em xuống Hà Giang ấy. Bản thân em xuống Hà Giang là người làm truyền thông cũng rất là gọi là khôn, nhưng mà cũng bị lừa, bởi vì là họ mang cái mác là đã xin xã rồi, được xã cử xuống, ví dụ như thế, nên bà con rất là tin tưởng và mua thuốc rất nhiều, mặc dù không biết cái thuốc đấy là như thế nào và thuốc ra làm sao, uống được hay không. Và bệnh thì họ sử dụng những cái máy móc hết sức là bình thường, có những cái đèn rất đơn giản thôi, nhưng mà đối với bà con thì thấy có áo blue, có thiết bị tí, có cái tai nghe ống thở tí là cứ nghĩ là bác sĩ thật rồi, nên là tin tưởng khám chuẩn đoán như thế nào phát là sợ là mua thuốc ngay. Nên là mọi người hãy cùng nhau chia sẻ và lan tỏa cái video cái cảnh báo lừa đảo của cháu Hiệp nhé. Bây giờ thì anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Cảm ơn quý khán giả và mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thông tin tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn rất nhiều. Đây, ra đây chụp ảnh hai mẹ con đi. Đây, hai mẹ con cứ đứng ở đây. Chụp ảnh với cái này, với cái chuồng bò. Quá nhẻo ngô, bọn nó lừa.
Cháu Trọng xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trọng TV. Ngày hôm nay thì cháu Trọng sẽ giới thiệu cho các bác được biết là sản phẩm đầu tiên trên kênh Trọng TV là sản phẩm mỡ lợn đen mang đến cho các cô các bác, anh các chị ở quý vị khán giả trên cả nước. Và sản phẩm mỡ lợn đen này là sản phẩm do nhà cháu Trọng tự làm ra được, cũng như là sản phẩm thịt lợn đen là nhà cháu Trọng có sẵn. Thế nên là các bác có mua hàng hay là có mua thịt mỡ lợn đen thì ủng hộ cháu Trọng nhé. Và các bác khi mua mỡ lợn đen này thì là thể tích là 1 lít nhé. Và các bác có thể liên hệ với vợ cháu Trọng là số điện thoại là 036 359 8856. 10 khách hàng đầu tiên mà mua sản phẩm mỡ lợn đen thì sẽ được giá hữu nghị nhất. Và cháu Trọng cũng xin cảm ơn các bác.